Trời thương Phật độ, tuổi Quý Hợi, sinh năm 1983, đúng tháng 6 âm lịch năm Quý Mão 2023, nghịch thiên đạo vận, may mắn ngút trời, giàu sang hết phần thiên hạ. Minh được tử vi hoan hỉ chào đón quý anh chị tuổi Quý Hợi đã quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 quân giáp. Kính chúc quý anh chị luôn mạnh khỏe, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Tuổi Quý Hợi, sinh năm 1983, mệnh đại hải thủy, được các nhà chiêm tinh học, nhà tử vi học phương Đông đã giải công nghiên cứu dựa trên sự dịch chuyển của các chòm sao, sự chuyển biến của thiên can, địa chi và ngũ hành trong tứ trụ luận mệnh, chu kỳ 60 năm của đời người, đã dự đoán rằng đúng tháng 6 âm lịch năm Quý Mão 2023, vận trình của quý anh chị tuổi Quý Hợi như cá chép hóa rồng, được nhiều các tinh trợ mệnh, thần tài yêu ái, quý nhân tương trợ, có nhiều cơ hội trúng số đổi đời đại gia là rất lớn, giúp cho quý anh chị được hưởng phúc lớn cho đến cuối cuộc đời. Vậy vận trình của quý anh chị cụ thể ra làm sao? Làm sao để giải hung hóa cát? Làm sao để nắm bắt được vận may cực độ này đến với mình? Thì ngay sau đây, xin mời quý anh chị tuổi Quý Hợi cùng theo dõi nội dung chi tiết. Trước khi đi vào phần luận giải tử vi chi tiết, ta cùng điểm ngẫm lại đôi điều về vận mệnh cuộc đời và những nét riêng trong tính cách của những người sinh năm 1983, tuổi Quý Hợi. Người sinh năm 1983 tuổi Quý Hợi mang mệnh thủy, đại hải thủy, nước biển lớn. Như vậy có thể thấy được, những người sinh năm 1983 thuộc mệnh thủy. Những người mang mệnh này thường là những người biết kính trên, nhường dưới, lương thiện, không dễ bị nhún nhường, là người có tính cách tự lực và tự chủ. Đại hải thủy là nước đại dương, mà nói đến nước đại dương chắc chắn không ai lạ gì, sự mênh mông bất tận vô bờ bến của nó. Những người thuộc mệnh này thích làm những việc có quy mô, tầm vóc, những việc mang tính chất tủn mủn, nhỏ lẻ, thường không làm họ để tâm. Trong kinh doanh, họ rất bạo tay, chịu chi, đầu tư lớn. Đại hải thủy có chí lớn, thường nuôi dưỡng những ước mơ cao xa hơn người, biển rộng trời cao là cụm từ dùng để miêu tả tầm cao và chiều rộng, cũng nói về khát vọng tự do. Đại hải thủy thích cuộc sống tự do và luôn hướng tới tự do, thường ngày họ không ưa sự chật hẹp, giới hạn, bó buộc. Những người có mệnh này luôn đòi hỏi sự sáng tạo, đổi mới cuộc sống và công việc. Họ cũng thích chủ nghĩa xê dịch giống nhà văn Nguyễn Tuân, đổi chỗ ở hoặc tổ chức những chuyến đi chơi xa, đi du lịch, dã ngoại. Nước biển lớn được kết hợp từ rất nhiều giọt nước nên họ có tinh thần đồng đội cao, sống theo phương châm mình vì mọi người vì mình. Hoạt động của họ luôn có bóng dáng của bạn bè, người thân cùng hợp tác. Hành thủy chủ về trí tuệ, nên đại hải thủy túc trí, đa mưu, có nhiều ý tưởng sáng tạo, đầu óc luôn biến động, tư duy linh hoạt sắc bén. Họ có thiên phú về hùng biện, diễn thuyết, có thể diễn đạt viết lách, không bao giờ cạn ý hết lời. Tuổi Quý Hợi là những người thích hưởng thụ cuộc sống tự do, tự tại ở nơi bình yên vắng vẻ. Đây là người luôn khiêm tốn, cẩn trọng và có tấm lòng rộng mở. Nếu được sao tốt tương trợ, họ sẽ tài hoa hơn người, thường làm nhiều việc nghĩa và được thăng quan tiến chức nhanh chóng. Tuy nhiên, mệnh này thường đào hoa, dễ bị tình cảm chi phối công danh, sự nghiệp. Bề ngoài vẻ mặt lạnh lùng, nhưng ẩn sâu trong lòng sóng tình trỗi dậy, điều này khiến cho họ càng nghĩ càng rối. Nếu không có sao tốt tương trợ trong cung mệnh, họ vẫn có thể được hưởng cuộc sống tương đối đầy đủ, nhưng cũng phải chịu đựng nhiều nỗi ưu phiền. Hoặc tuy là quan chức, nhưng việc quản lý thường không yên ổn, hoặc sẽ thuộc dạng đục nước béo cò. Tuy có một số lợi nhuận ngoài ý muốn, nhưng cũng tồn tại khá nhiều điều nguy hiểm và khi biết sai thì cũng đã quá muộn. Những người tuổi Quý Hợi là những người linh hoạt, có khả năng giao tiếp xã hội tốt, họ cũng có trực giác nhạy bén và nếu tập trung vào lĩnh vực đầu tư thì sẽ thu được nhiều nguồn lợi lớn. Người này rất có đầu óc kinh doanh, nhưng lại khá tiêu cực và bị động trong việc quản lý tài sản. Đường tài vận của họ khá hanh thông, thường nhờ vào sự trợ giúp đỡ của người khác mà thu nhiều tiền tài. Về cơ bản, họ là người coi trọng tình cảm, một số người dễ mắc vào lưới tình, họ có thể dốc hết tâm sức vì người mà mình thực sự yêu thương. Nói chung, tuổi Quý Hợi thường có một thời tiền vận nhiều buồn khổ, phiền muộn, nhưng bắt đầu từ thời trung vận trở đi thì đã có thể được suôn sẻ tốt đẹp hơn. Khi đó họ có thể có nhiều cơ hội để tạo dựng sự nghiệp cho mình, để cuộc sống được vui vẻ, thoải mái hơn. Tuổi Quý Hợi thường có một gia đạo khá biến động, trở ngại. Tuy nhiên càng về sau này, nhờ tình cảm khăng khít trong gia đình và những mặt tốt đẹp trong tính cách của bạn mà gia đạo cũng được yên ổn, tốt đẹp hơn.
người sinh năm 1983 cầm tinh con lợn, được hưởng lạc, sống một cuộc sống an nhàn, hưởng thọ. Họ thường ước mơ một cuộc sống ấm no, đầy đủ, dễ dàng. Hầu hết những người sinh năm 1983 là người khoan dung, vui tính, hiền lành đến mức ngây thơ, hào phóng và sẵn sàng giúp đỡ người khác và đặc biệt cũng sẽ hòa đồng. Người sinh năm 1983 là người ít màu mè, chất phát, họ không đẩy ai đến tình huống khó xử bởi vì rất biết cách để ý cảm xúc của người khác. Chính vì vậy, những người tuổi Quý Hợi rất được lòng của người khác. Người tuổi Quý Hợi 1983 là những người chắc chắn và kiên định, họ cũng là người trầm tính. Họ luôn dốc hết sức để đạt được kết quả tốt nhất cho công việc và không sợ khó khăn, đạt được kết quả tốt nhất cho công việc vì luôn dốc hết lòng, hết sức. Bởi người Quý Hợi khó mất lòng người khác, để đạt được mục đích, họ chấp nhận nhẫn nhịn. Nhưng khi bị đè đầu, cưỡi cổ quá đáng, thì hỏa tính nóng trong họ nổi dậy, không ai gần được đâu. Cả trong cuộc sống và công việc, người tuổi Quý Hợi là một người rất tốt, họ sẽ hết mình vì việc họ cảm thấy thực sự thích, cũng có lúc họ chẳng nghĩ tới chuyện nhận lại. Và sau đây là tổng quan vận trình tháng 6 âm lịch, năm Quý Mão 2023 của người tuổi Quý Hợi, sinh năm 1983. Người tuổi Quý Hợi trải qua tháng 6 âm lịch khá êm đềm, không có nhiều biến cố. Thời điểm này bạn nên tập trung cố gắng để khẳng định bản thân, xác định rõ ràng đích đến, để có chí hướng phấn đấu, như vậy sẽ không thụt lùi so với mọi người xung quanh. Trên phương diện sự nghiệp, do có nguyệt lệnh trường sinh chiếu mệnh, sự nghiệp của con giáp này không có những dấu hiệu phát triển quá mạnh mẽ mà thiên về ổn định. Thực ra, đây đã là điều khiến nhiều người xung quanh bạn mơ ước. Tuy nhiên, con giáp này đừng vì thế mà trở nên lơ là chủ quan, bởi nếu bạn sơ suất thì lỗi sai cũng vẫn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, dù là trong những công việc vốn quen thuộc. Phương diện tài lộc nhìn chung ổn định, bạn vẫn duy trì những mối làm ăn trước đó, thời điểm này bản mệnh có thể tranh thủ mở rộng mối quan hệ với bạn hàng, đối tác. Đôi bên chưa cần hợp tác với nhau ngay lập tức mà có thể trò chuyện, giao lưu để hiểu hơn về các mục tiêu của nhau. Người trẻ tuổi nên tranh thủ học hỏi thêm những điều hữu ích cho công việc đầu tư, kinh doanh sau này. Đều có cơ hội xuất hiện thì bạn có thể mạnh dạn nắm bắt để thử sức mình. Tiếc là chuyện tình cảm không quá ổn định khi vợ chồng thường xuyên tranh cãi về những vấn đề nhỏ nhặt trong cuộc sống. Đôi bên đều nên hạ cái tôi của mình xuống để mọi chuyện được giải quyết êm xuôi. Chớ nên bắt người kia vậy nghe theo quan điểm của mình. Tốt nhất mỗi người đều nên lùi một bước để đi tới thống nhất chung. Chi tiết các phương diện cuộc sống như sau. Về mặt sự nghiệp, theo tử vi tháng 6 tuổi, Quý Hợi âm lịch, sự nghiệp của Quý Hợi không những có biến động quá rõ rệt trong khoảng thời gian này. Nguyệt lệnh trường sinh giúp mọi việc trở nên ổn định, dù có dấu hiệu phát triển đi lên nhưng chưa thực sự rõ ràng. Vì thế, người làm công ăn lương cần phải tiếp tục cố gắng hơn nữa, chớ vội vàng thỏa mãn với thành quả lao động từ trước đến nay của mình. Thời điểm này, bạn có thể tranh thủ giao lưu, mở rộng mối quan hệ với mọi người, học hỏi những điều hay từ người đi trước để đến khi cơ hội xuất hiện, bạn sẽ sẵn sàng thử sức mình. Người làm lãnh đạo có cái nhìn tương đối chính xác về tình hình thực tế, từ đó đưa ra những quan điểm, những hướng đi phù hợp cho tập thể. Bản mệnh nên chú ý đến suy nghĩ và cảm nhận của nhân viên để có thể quan tâm đến nhân viên kịp thời, sắp xếp nhân sự vào vị trí phù hợp giúp công ty phát triển nhanh chóng. Tuy nhiên, dù mọi việc có vẻ yên bình và thuận lợi đi nữa, thì bản mệnh cũng chớ nên chủ quan, lơ là. Vì vẫn có hung tinh thiên hình rình rập, nếu bạn hành sự bất cẩn thì sai sót vẫn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Người trẻ tuổi chú ý học hỏi, lắng nghe ý kiến của người khác, tránh vì thói ngựa non háu đá và đưa ra những quyết định khinh suất, đẩy bản thân và những rắc rối không đáng có. Về mặt tài lộc, tháng 6 âm này, vận trình tài lộc của người tuổi Quý Hợi duy trì ở trạng thái ổn định, đa số bản mệnh vẫn làm những công việc quen thuộc, duy trì mối quan hệ với những đối tác cũ. Vì thế, dù tiền không chảy vào túi quá ồ ạt, nhưng ổn định, bạn không lo lắng đến chuyện chi tiêu. Bản mệnh nên tranh thủ thời điểm yên bình này để mở rộng các mối quan hệ hợp tác, nghiên cứu mở rộng thị trường, chuẩn bị cho những kế hoạch lớn lao hơn cho tương lai. Nếu bây giờ bạn có thể chuẩn bị kỹ càng cho mọi phương diện, thì mai sau khi cơ hội xuất hiện, bạn đã ở trong tư thế sẵn sàng và nắm bắt bất cứ lúc nào. Nếu mới chập chững bước vào lĩnh vực kinh doanh, bản mệnh nên dành thời gian để học hỏi thêm những kiến thức và kinh nghiệm hữu ích, giúp cho bạn có đôi mắt tinh đời hơn và tránh được những lỗi sai không đáng có. Mọi người xung quanh chắc hẳn sẵn sàng giúp đỡ và đưa ra cho bạn những gợi ý hữu ích đấy. Dưới ảnh hưởng của tiểu hao, tháng này bản mệnh có thể phải chi tiêu cho các khoản sinh hoạt.
Mua sắm hàng ngày khá nhiều, bạn cần suy nghĩ kỹ hơn trước khi mở hầu bao, không nên chạy theo xu hướng của thị trường. Nếu như điều đó vượt quá khả năng chi trả của mình, hãy nhắc nhở bản thân để dành một khoản dự phòng cho những tình huống bất ngờ. Về mặt tình cảm gia đạo, các phương diện khác trong cuộc sống của người tuổi Quý Hợi khá yên bình, song chuyện tình duyên lại có dấu hiệu lục đục, không yên, vợ chồng bạn thường mâu thuẫn ý kiến với nhau, không ai chịu hạ cái tôi cá nhân xuống để lắng nghe nhau. Tuy nhiên, bạn nên hiểu rằng, nếu đôi bên đều cứng đầu cứng cổ, thích làm theo ý mình thì mọi khúc mắc sẽ chẳng bao giờ được giải quyết. Việc cần làm bây giờ là bình tĩnh lắng nghe nhau, mỗi người lùi một bước để có thể đi đến thống nhất chung. Còn người độc thân không quá quan tâm đến chuyện tình cảm, bởi vì bạn cho rằng quan trọng nhất với mình lúc này là phát triển sự nghiệp. Bản mệnh dành nhiều thời gian cho bản thân, nghiên cứu phát triển khả năng của mình, nên gần như không còn lúc nào để ý nghĩ đến việc tìm kiếm hạnh phúc. Bạn cho rằng khi mình đã đạt được thành tựu trong sự nghiệp thì không cần phải tiếp cận ai, người khác cũng sẽ chủ động muốn gần gũi với mình. Về mặt sức khỏe, xem tử vi tháng 6 tuổi, Quý Hợi âm lịch thấy rằng bản mệnh không gặp phải những vấn đề nghiêm trọng liên quan tới sức khỏe trong tháng này. Công việc thuận lợi khiến tinh thần của bạn nhẹ nhõm, lạc quan, sẵn sàng bắt tay vào những công việc khác quan trọng hơn trong cuộc sống. Bạn nhớ giữ lối sống lành mạnh, ăn uống đúng giờ, thường xuyên luyện tập thể dục, thể thao, chớ nên thức quá khuya hoặc ăn uống quá nhiều chất béo, chất kích thích. Khi tham gia giao thông, bạn cũng chú ý tuân thủ luật lệ, tránh phóng nhanh, vượt ẩu hoặc điều khiển phương tiện khi đang mệt mỏi để không gây ra sự cố đáng tiếc. Và sau đây là vận trình tử vi chi tiết từng tuần và cẩm nang vượng vận dành riêng cho tuổi Quý Hợi, sinh năm 1983, trong tháng 6 âm lịch, năm 2023. Tử vi tuần 1, từ ngày mùng 1 đến mùng 7 tháng 6 âm lịch. Xem tử vi tuần mới của 12 con giáp, người tuổi Quý Hợi, hung cát đan xen, có cả niềm vui xen lẫn nỗi buồn, đường tình cảm gặp nhiều trắc trở chông gai. Không phải lúc nào người yêu nhau cũng có thể trở thành quyến thuộc, càng đặt nhiều tình cảm thì tổn thương lại càng sâu, nhưng mấy ai có thể coi mọi sự nhẹ tựa lông hồng. Tuy có nhiều điềm báo tình duyên kém thuận, song bản mệnh lại được Bách Việt đào hoa che chở, nên tới cuối cùng vẫn chưa lâm bước bi ai. Mọi sự đều có thể tìm được cách giải quyết, chỉ cần đôi bên cùng tin tưởng và thông cảm cho nhau, chớ vội ngã lòng trước dông bão, sóng gió, bão táp. Đường tài lộc có phần khởi sắc vào dịp đầu tuần, nhưng cũng không thiếu những nguy cơ do kiếp tài đe dọa. Bản mệnh cần tỉnh táo trong những chuyện liên quan đến tiền bạc, thắng không kiêu, bại không nản, chớ thấy tiền bạc ùn ùn tới mà không kiểm soát bản thân. Với vận trình sự nghiệp, có thể nói đây là điểm sáng trong tuần của người tuổi Quý Hợi. Bản mệnh được ấn quan soi đường chỉ lối, dẫn dắt cho tìm thấy thời cơ, song dù gì đi nữa, cũng cần phải tự mình nỗ lực và phấn đấu. Tỷ kiên cho thấy, bản mệnh đóng vai trò rất lớn trong thành công của chính mình, cả thiên quan và thương quan cùng xuất hiện, cho thấy sự nghiệp của bản mệnh đang bị đe dọa bởi thù trong, giặc ngoài. Chính bản thân người tuổi Quý Hợi cũng là tảng đá chắn đường tiến thân của mình khi mà bạn để cho bản thân mình buông thả, không sống theo đúng quy tắc. Tuy nhiên, dù mọi việc có vẻ yên bình và thuận lợi đi nữa, thì bản mệnh cũng chớ nên chủ quan và lơ là. Vì vẫn có hung tinh thiên hình rình rập, nếu bạn hành sự bất cẩn, thì sai sót vẫn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Cẩm nang vượng vận. Quý nhân, thìn, mão, tiểu nhân, tỵ, tuất. Màu sắc may mắn, hồng, vàng. Con số phát tài, 89, 32, 45. Tử vi tuần 2, từ ngày mùng 8 đến ngày 15 tháng 6 âm lịch. Trong tuần có thiên đức cát tinh chủ về thăng quan tiến chức chỉ đường, dẫn lối, người tuổi Quý Hợi sẽ nhận nhiều cơ hội trong sự nghiệp của mình. Tuy nhiên, bản mệnh cần chú ý cơ hội không đến từ những gì dễ dàng, cần bản mệnh phải cố gắng hết sức mình thì mới có thể thành công. Đầu tuần có chút rắc rối nhỏ, nếu con giáp này biết điều chỉnh thái độ làm việc của mình, thì mọi sự sẽ thêm phần suôn sẻ, làm việc tùy tiện theo cảm hứng không phải là phong thái của một người thành công. Những chuyện tuy nhỏ nhưng có thể có sức ảnh hưởng vô cùng to lớn. Vận trình tuần mới của con giáp này hung cát đan xen, trái với vận may trong công việc, chuyện tình cảm của người tuổi Quý Hợi lại không được như ý. Người độc thân cần cố gắng mở rộng lòng mình, chớ nên sợ bị tổn thương, sợ hãi nhiều thứ mà từ chối mối lương duyên, cuộc đời quá ngắn để chúng ta đong đếm quá nhiều. Công việc về cơ bản đang phát triển khá tốt, thiên ấn tạo cơ hội cho bản mệnh thể hiện những ý tưởng sáng tạo cùng ứng biến linh hoạt của mình. Trước những tình huống bất ngờ có thể xảy ra,
không đóng khung mình trong quy tắc đã đề ra, bản mệnh tìm cho mình những lối đi riêng. Về đường tài lộc, đầu tuần có chính tài nâng đỡ, nguồn thu chính khá ổn định và dồi dào, song tới cuối tuần có kiếp tài giáng họa. Bản mệnh cần cẩn trọng trong chi tiêu, tránh để cảm xúc lên quá cao mà không tìm được lối xuống, tiêu xài hoang phí vung tay quá chán. Người làm lãnh đạo có cái nhìn tương đối chính xác về tình hình thực tế, từ đó đưa ra những quan điểm, những hướng đi phù hợp cho tập thể. Bản mệnh nên chú ý đến suy nghĩ và cảm nhận của nhân viên để có thể quan tâm đến nhân viên kịp thời, sắp xếp nhân sự vào vị trí phù hợp giúp công ty phát triển nhanh chóng. Cẩm nang vượng vận. Quý nhân, Dần, Mùi. Tiểu nhân, Dậu, Ngọ. Màu sắc may mắn, vàng, đỏ. Con số phát tài, 32, 45, 58. Tử vi tuần 3, từ ngày 16 đến ngày 22 tháng 6 âm lịch. Người tuổi Quý Hợi bị hung vận đeo bám khá sát trong tử vi tuần mới này, đường công danh, sự nghiệp có thiên quan ngăn trở. Dù có nhiều cơ hội để thể hiện năng lực của bản thân, nhưng con giáp này khó có thể làm tốt công việc của mình, dễ mắc phải những sai lầm không đáng có. Tai họa có thể ập tới, song nhờ có giải thần cát tinh chuyên giải ách trừ hung, nên tuổi Quý Hợi không cần phải quá lo lắng. Bản mệnh được quý nhân trợ giúp vượt qua cửa ải khó khăn, nếu vượt qua được cửa ải lần này, chắc chắn thành công đang chờ bạn ở ngay phía sau cửa bên kia. Song dường như chuyện tình cảm của con giáp này lại chẳng có được may mắn như vậy, hết trở ngại này đến trở ngại khác xuất hiện, có những chuyện khách quan, nhưng có những chuyện do chính hai người gây sự với nhau. Tuy không đến mức chia tay, sau những lần tranh cãi nảy lửa, cũng có thể khiến cho tình cảm bị sứt mẻ phần nào. Công việc tiến triển vô cùng tốt, bản mệnh được cấp trên tin tưởng và đánh giá cao về những sự cố gắng và nỗ lực của mình trong suốt thời gian qua. Đam mê với công việc, bạn cống hiến hết mình mà chẳng màng đến những vất vả phải chịu đựng. Tuy tiểu nhân thiên quan cũng có tìm cơ hội hãm hại, những người làm việc tốt ắt được phúc báo. Cả thiên tài và chính tài cùng hiệp lực, nên đường tài lộc của con giáp này khởi sắc vô cùng, tuổi Quý Hợi dễ dàng thu được tài lộc về tay mình. Bất kể bạn là người làm công ăn lương hay người làm kinh doanh, thì cũng đều không cần phải lo lắng về các vấn đề liên quan đến tài chính. Thu nhập chính và thu nhập phụ đều tăng, nhưng có lẽ tuần này là khoảng thời gian may mắn của những người tuổi Hợi làm nghề kinh doanh buôn bán. Thời cơ hiếm có, không phải ai cũng gặp được, nhưng bạn đã làm được điều đó và nắm chặt nó trong tay, tiền bạc cứ thế đổ vào túi, không cần phải lo lắng gì nhiều. Cẩm nang vượng vận. Quý nhân, Tuất, Mùi. Tiểu nhân, Sửu, Mão. Màu sắc may mắn, nâu, trắng. Con số phát tài, 65, 22, 16. Tử vi tuần 4, từ ngày 23 đến ngày 30 tháng 6 âm lịch. Có thể nói, điểm đáng nói đến trong tuần này của người tuổi Quý Hợi chính là đường tài lộc rộng mở vô cùng, không có điểm gì xấu cản trở con giáp này tìm kiếm tiền bạc về túi. Tài lộc hanh thông, bản mệnh có thể nhận được những cơ hội phát triển mới trong tương lai. Vận trình sự nghiệp của bản mệnh cũng đang trên đà tăng tiến, ấn quan hiệp lực giúp đỡ bản mệnh vượt qua những khoảng lặng khó khăn. Tuy nhiên dịch mã báo hiệu trong tuần sẽ rất vất vả, bản mệnh chạy ngược, chạy xuôi vì công việc, thành quả có được chẳng dễ dàng chút nào. Vận may dồn dập kéo đến, bản mệnh được dự báo sẽ có sự giúp đỡ của quý nhân, nhiều cơ hội để thay đổi hoàn cảnh hiện tại, nên nhanh tay nắm bắt. Chẳng những vậy, vận trình tài lộc của Quý Hợi cũng trên đà vượng phát, con giáp này may mắn được hưởng lộc từ việc làm ăn kinh doanh, làm thêm hoặc các nguồn thu riêng bên ngoài công việc chính, nên tiền bạc dồi dào, chi tiêu rủng rỉnh, có của ăn, của để. Đường tình duyên rộng mở, đào hoa nở rộ, có lẽ đây chính là thời điểm vô cùng thích hợp để con giáp này kết thúc đời độc thân của mình. Khi mà có vận tình cảm lên cao, nếu bạn đã có người trong mộng thì nên tìm cơ hội bày tỏ tình cảm của mình, nói cho người ấy biết những điều bạn cảm nhận được. Với những chú Hợi đã có đôi thì mọi sự đơn giản hơn nhiều, tình cảm được vun đắp bền chặt, những kỷ niệm đong đầy theo năm tháng. Bản mệnh và người ấy có những khoảng thời gian vui vẻ và hạnh phúc bên nhau, tưởng chừng chẳng có gì có thể chia lìa, chẳng gì có thể khiến hai người chia xa. Cẩm nang vượng vận. Quý nhân, Thân, Dần. Tiểu nhân, Sửu, Tỵ. Màu sắc may mắn, cam, tím. Con số phát tài, 67, 08, 32. Nhân sinh cảm ngộ. Quý vị thân mến, trong cuộc sống lời nói đã xuất ra thì giống như bát nước đổ đi, thật khó thu lại. Trước khi nói một lời nào, người thông minh hiểu chuyện, luôn hết sức thận trọng, giữ gìn được khẩu khí của mình, sẽ khiến tâm hồn chúng ta luôn thảnh thơi, hạnh phúc, cuộc đời cũng thế mà nhẹ bước thanh tao. 1. Không cười người, khác nghèo không chê người khác ngốc,
Mỗi người sinh ra đúng là có phúc phận riêng, dù đã làm việc cật lực, nhưng kẻ thì giàu sang, sung sướng, người thì nghèo khó, bần hàn. Có những người thông minh thì cũng có những người chậm hiểu, ở đời đâu có nhiều người sinh ra đã được sống trong nhung lụa. Vòng xoáy của cuộc đời với nỗi lo cơm áo gạo tiền khiến chúng ta luôn quay cuồng và không có thời gian cho chính mình. Vậy nên, chẳng hà cớ gì ta lại phải đi cười chê người khác, gió hôm nay thổi đầu đông, hôm sau có thể thổi hướng tây. Phong thủy trước giờ đều luân lưu, con người sống ở đời ai cũng có lúc có thì, chẳng ai có thể nắm chặt bàn tay mình từ sáng đến tối mà không buông. Người xưa nói, cười người chớ có cười lâu, cười người hôm trước, hôm sau người cười. Bởi vậy, trước khi chê cười người khác, hãy nghĩ cho kỹ xem mình sau này có bị cười nhạo lại hay không. Cười người giống như cười mình, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, sống hòa nhã không chê cười người khác, đó mới là cách sống cao minh. Ai đã từng sống những ngày khốn khổ mới hiểu nhiều giá trị của bình an, ai đã qua cảnh đói khát, lang thang mới trân quý từng bát cơm lót dạ, đừng bao giờ cho rằng người khác không bằng mình mà mình có thể cười người khác ngốc. Người thực sự thông minh đều biết ẩn mình, bạn cười họ, họ sẽ vờ như không nhìn thấy, không chê cười người khác ngốc, khiêm tốn làm người đó mới là đáng nể. Nếu bạn sinh ra đã may mắn có được tài năng thiên phú, thì cũng đừng vì thế mà cười chê những người kém cỏi hơn mình. Có câu nói rằng, cần cù bù thông minh, biết đâu trong tương lai sự cần cù khiến họ bù đắp được sự thông minh và họ trở thành người hơn bạn. Những người thành công trước giờ không bao giờ chê cười người khác, không có bản lĩnh, mà luôn cho người khác cơ hội để phát triển, để trưởng thành. Trong ba người ắt có một người là thầy của ta, đây mới gọi là làm người. 2. Không ca nghèo kể khổ. Quỷ Cốc Tử đã nói, từ nhất trương phú quý trì, hướng nhất thế phú quý mệnh. Nghĩa là tu sửa bản thân sao cho miệng, nói ra những lời tốt lành thì sẽ được hưởng một vận mệnh phú quý. Trong cuộc sống, nhiều người luôn kêu than vì nghèo, càng kêu than, họ càng nghèo khổ. Bởi vì khi đó người ấy không cảm thấy hài lòng với cuộc sống của mình, cũng không sẵn lòng cho đi điều gì, có xu hướng ích kỷ, chỉ nghĩ cho mình. Như vậy, họ càng mất đi phúc báo, hơn nữa, chẳng ai muốn giúp đỡ một người chỉ biết kêu than và không biết nỗ lực phấn đấu cả. Đây là một tâm lý tiêu cực, loại tâm lý này sẽ khiến cho bạn trở nên nghèo hơn, do đó đừng bao giờ than nghèo. Người Trung Hoa có câu, thở dài nhẹ buông một tiếng, vận nghèo theo suốt 3 năm, thở dài một tiếng thì không nghèo ngay được. Nhưng những người thường xuyên thở dài sẽ tự tước đi vận may của mình, cho người bất hạnh, xui xẻo. Những người hay thở dài, thường ra tâm oán hận, cũng sẽ tạo ra năng lượng xấu xung quanh họ. Một tiếng thở dài sẽ làm tổn hại nguyên khí, mỗi tiếng thở dài sẽ làm giảm đi một phần tự tin. Một người không có ý chí và đức tin, làm sao có thể hạnh phúc, vì vậy đường thở dài khi mọi thứ trở nên tồi tệ. Người xưa nói, cuộc sống do chính chúng ta tạo ra, phước lành là tự mình mang đến. Con người sống ở đời, phải biết mình chỉ có thể dựa vào chính mình, càng ca thán, càng bị người khác xem thường. Những người dù nghèo tới đâu cũng không ca thán, đều là những người đang âm thầm, nỗ lực, họ xem trong thời gian, làm gì có thời gian ngồi đó than nghèo. Họ cho rằng, chỉ có nỗ lực tạo thành quả, người khác mới không coi thường họ. Vì vậy, người nghèo nhưng không ca nghèo mới là cao nhân, nếu bạn luôn kêu ca mi nghèo khổ, người khác không những không thích nghe, bản thân cũng sẽ cảm thấy chính mình vô vị. Chẳng có con đường nào trải đầy hoa hồng mà lại không có chông gai thử thách. Cuộc sống dẫu có mệt mỏi tới đâu, cũng đừng ca thán. Thiên hạ không có con trâu chết vì mệt, chỉ có con lợn chết vì lười, vì vậy thà khổ hơn một chút, đừng để mình quá nhàn rỗi. Làm người dù mệt tới đâu cũng đừng than mệt, mới là người có nghị lực. 3. Phiền hà tới đâu cũng không tranh cãi. Một gia đình hòa thuận trước giờ không bao giờ có lời to tiếng với nhau, vì vậy, dù có nghèo tới đâu cũng đừng cãi vã, gia hòa thì vạn sự hưng, đã là người nhà phải đoàn kết và yêu thương nhau. Người xưa nói, thuận vợ, thuận chồng biển đông tát cạn, đây mới là lẽ sống đúng mực của gia đình, đừng bao giờ tỏ ra tức giận khi có gì đó không hài lòng. Học cách khống chế cảm xúc luôn tốt hơn bất cứ điều gì, gặp việc đừng nóng nảy, nghĩ thoáng ra một chút, nóng nổi làm tổn thương gan phổi, không tốt cho sức khỏe. Nhẫn nhịn một chút, sự bực tức sẽ nhanh chóng bay đi. Nóng giận làm tổn hại bản thân, chỉ có mình phải chịu đựng nhiều nhất. Vậy nên, làm người không tùy tiện, nóng giận, bực tức, bốc đồng mới gặp được nhiều may mắn trong cuộc sống. Người xưa nói, miệng có thể nói những lời đẹp đẽ, cũng có thể nói những lời sát thương, những điều chúng ta nói chính là cuộc sống của ta. Không tức giận khi đối diện với lời nói xấu, oán trách, phỉ báng, vẫn kiên trì cầu đạo không dao động. Có câu thành ngữ, gọi trâu cũng đừng gọi ngựa cũng xong, là nghĩa người khác nhục mạ cũng được, ca ngợi cũng được. Nhất quyết không sao tính, không tức giận
thì bất luận cuộc đời gặp sự việc gì trên đời, thì con người vẫn luôn có lối đi. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 6 âm lịch năm Quý Mão 2023 của tuổi Quý Hợi, sinh năm 1983. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ có một tháng nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.